Chào mừng các bạn đến với kênh youtube Holic Audio. Nếu các bạn muốn kênh làm về bộ truyện hoặc sách nào vui lòng để lại bình luận bên dưới nhé. Mời các bạn theo dõi câu chuyện mật mã thanh minh thượng hà đồ tác giả, giã văn biêu. Thể loại, giả sử, quyền mưu, chương 10. Đi vào chỗ chết. Nhân chi sinh, bất hạnh, bất văn quá đại bất hạnh, vô sỉ. Tất hữu sỉ tác khả giáo văn quá, tác khả hiên. 93. Chu Đôn Di. Trương Mỹ không còn mặt mũi nào để nhìn ai, do dự mãi, anh mới nhân khi tối trời lén đến gặp Triệu Bất Vưu. Cha anh tuy là thương nhân nhưng ông vẫn ngưỡng mộ công danh, vợ ông cũng là con gái gia đình quan lại. Trương Mỹ chào đời, khi đã biết nói ông đã mời thầy đến nhà làm ra sư dạy bảo cho. Con của thương nhân vốn không được dự thi khoa cử, cha anh đã quên tặng lương thực cho triều đình để mua được hàm quan không bổ nhiệm bà mẹ Trương Mỹ đã chứng kiến bao thăng trầm của chốn quan trường nên bà chẳng mặn nồng gì, bà luôn giáo huấn anh dưỡng tâm cầu thiện. Cha anh luôn nể sợ bà. Gia đình giàu có chẳng thiếu thốn, Trương Mỹ được thấm nhuần cách giáo dưỡng của mẹ, tính tình anh trầm tĩnh, giữ lễ. Các vị gia sư đều rất mến cậu học trò Trương Mỹ nên họ rất tận tâm dạy bảo cho anh lý tưởng nhân, nghĩa, lễ, trí, và tu thân, tề gia, chỉ quốc, bình thiên hạ hồi nhỏ anh đọc cuốn tây minh của trương tái có câu năng lượng tinh hoa của trời đất được nạp vào thân ta dân chúng là đồng bào của ta muôn vật đều liên quan đến ta anh thấy tầm nhìn của mình được rộng mở thiên địa người và vật đều là nhất thể không tách biệt thế gian này là của mình ấm lạnh ra sao cũng là của mình mình thiện thì chúng sẽ thiện mình ác thì chúng sẽ ác mình phải có tâm bảo vệ thế gian này kể từ đó anh nuôi trí hướng tôn khổng mạnh là thầy coi thiên hạ là việc của mình vào học trường đồng ấu, anh kết bạn với Tống Tề Dụ và Trịnh Đôn Tống Tề Dụ phóng khoáng khác thường, Trịnh Đôn chất phác trí thiện, cả ba rất hợp nhau, thân như anh em và cùng ăn cùng ở, cùng học hành suốt hơn chục năm trời. Được đọc sách và có bạn ở bên Trương Mỹ rất thỏa mãn. Nhưng sau khi về Biển Lương học trường thái học, tất cả đã dần khác đi. Trường Mỹ ưa tính, nhưng kinh thành lại rất hỗn tạp, kể cả trong trường thái học, tâm tư thầy trò cũng chẳng ai giống ai anh luôn cảm thấy lợi lộc và quyền thế tác động khiến con người ganh đôi nhau, rồi anh dần cảm thấy xa lạ, anh dần dựng nên hàng rào cho mình để ngăn cách những phiền nhiễu bên ngoài. Cũng may, ít lâu sau anh kết giao với nhóm giản trang và có được một khoảng không gian thanh tĩnh. Trong chuỗi biến hóa này, Trương Mỹ rất rẻ trường tống tề dụ. Anh ta vốn ưa tự do, về đến biện kinh thì lại càng phóng túng, có thể tiếp nhận đủ thứ tốt xấu không chê. Thoạt đầu anh tưởng đó chỉ là ca tính nên cho qua, nhưng rồi anh thấy tống tề dụ rất hăm hở đối với tân pháp tuyên bố nếu không biến pháp thì sẽ vong quốc anh không chịu đựng nổi nữa đồng thời giữa anh và tống tề dụ còn xuất hiện một người giản trinh khi mới quen giản trang trương mỹ đã nghe nói giản trinh hiền thục thông minh em gái giống anh chắc là đúng không sai nhưng trương mỹ vẫn dốc sức học tập chứ chưa có ý muốn lấy cô một hôm anh tống tề dụ và trịnh đôn đến chơi nhà giản trang mọi người đang ngồi ngoài sân bàn luận về quan điểm tấm lòng của con dân của mạnh tử thì nghe thấy tiếng sột soạt trên ngọn tường thì ra có một cánh diều bị mắc trên ngọn cây rồi thấy hai đứa trẻ đến gõ cửa tiểu thiếp ô mi ra mở cửa hai đứa trẻ xin lấy giúp cánh diều xuống ô mi lấy ra cái thang trương mỹ thấy thế bèn chạy ra giúp đỡ anh trèo lên thang gỡ cánh diều rồi chuẩn bị bước xuống anh ngoảnh lại thì nhìn thấy một cô gái ngồi tĩnh tại trên chiếc ghế tre bên khóm trúc ở sân sau tay cầm cuốn sách. Cô mặc đồ vải xanh ngồi trước khóm trúc biếc, trông rất nền nã. Trương Mỹ không dám nhìn lâu, vội xuống thang, nhưng bức tranh trong sáng ấy mãi ghi dấu ấn trong lòng anh. Kể từ đó anh rất hay nghĩ đến cô gái đó, chắc chắn cô là giản trinh em gái giản trang. Anh chưa từng biết mẫu thân mình hồi trẻ trông thế nào nhưng tin rằng bà đã từng như cô, lần đầu tiên lòng anh trỗi dậy một tình cảm lứa đôi. Nhưng cha mẹ anh đang ở tận Việt Châu xa xôi, anh cần phải về thưa chuyện. Anh tạm viết thư về cho cha mẹ về chuyện giảm hỏi cưới xin. Biết tin cha của ô Mi là ô Tuyên Nghĩa sắp đi Việt Châu để mua hàng hóa, Trương Mỹ bèn đến nhà họ ô nhờ ông ta chuyển hộ thư. Đến nơi anh gặp ô cũng về thăm nhà. Ô là người sời lời, anh trò chuyện mấy câu rồi lái sang chuyện giản trinh. Ô rất khen ngợi giản trinh, Trương Mỹ nghe sướng mê rồi ô mi hé lộ, giản trang và lưu thị đã ngắm tống tề dụ là chàng em dệt tương lai. Chi tiết này khiến Trương Mỹ gần như chết đứng, đờ đẫn, cứng họng. Anh gượng xã giao vài câu rồi cáo từ. Dọc đường anh xé bỏ bức thư đã chuẩn bị. Đi về trường thái học trong tâm trạng ngao ngán, rồi anh chợt thấy Tống Tề Dụ đang bước lại. Hồi đó Trương Mỹ và Tống Tề Dụ đã mấy lần tranh luận về tân pháp cựu pháp, anh cảm thấy khó chịu với anh ta. Nhưng Tống Tề Dụ thì không bận tâm, cười hề hề vỗ vai Trương Mỹ hỏi anh vừa đi đâu về. Nhớ đến mấy câu của mi lúc trước, anh thấy nóng mặt định nổi sung nhưng đã nén lại vì lúc này Trịnh Đôn cũng bước đến. Tống Tề dụ rủ cả hai đi ngắm hoa cúc ở Am Kiến Long. Anh tán thành cùng đi, vì muốn nhân đây thăm dò tâm tư Tống Tề dụ. Cả ba đi đến Am Kiến Long, thực ra hoa cúc đã nở và đang héo dần, chẳng đáng xem nữa. Tống Tề dụ bèn rủ hai bạn lên cận Nguyệt lâu ngồi uống trà đây là lần thứ hai họ đến cận Nguyệt lâu, anh thấy hơi khó hiểu. Tống Tề Dụ vốn rất tiết kiệm, sao bỗng bạo tay chi tiêu thế này? Và anh ta luôn không ngớt nhìn sang khu nhà Sái Kinh ở phía đối diện như đang chờ đợi điều gì đó. Nhà Sái Kinh chỉ có phu quý, còn phải nhìn gì nữa? Tống Tề Dụ tán thành Tân Pháp, Sái Kinh ra sức áp dụng Tân Pháp, hai bên đồng khí tương cầu. Chín mươi bốn trương Mỹ nghĩ mà lộn ruột nhưng cố nén lại. Lúc sắp ra về. Tống Tề Dụ bỗng thờ than nói, đến giờ vẫn chưa tìm hiểu được gia thế của liên quan cô nương, thì Trương Mỹ mới hơi nhẹ nhõm bởi vì Tống Tề Dụ chưa quan tâm đến Giản Trinh. Về sau, vì muốn nghe ngóng tin tức về Giản Trinh, Trương Mỹ thường đến nhà họ ô, nếu lại gặp ô mi về thăm nhà thì anh sẽ gợi mở để cô kể thêm về Giản Trinh. Ô mi nói Giản Trinh thông minh trinh tính, và còn giỏi hội họa, soạn từ khúc. Trương Mỹ vội bảo ô mi thử đọc một bài từ, Ômy có trí nhớ tốt nên có thể đọc luôn một bài với những câu chữ buồn thương u uẩn, âm vận chẳng thua kém nữ sĩ Lý Thanh Chiếu hiện thời. Trương Mỹ nghe say xưa, như ngày xuân được nhấp mỹ tử. Ômy nói giản trinh đang chờ tống tề dụ đến dạm hỏi nhưng chưa thấy anh ta thể hiện. Còn tống tề dụ thì hình như cũng đang dần quên liên quan. Tình hình này khiến Trương Mỹ càng thêm lo lắng. Sau này anh mới nghĩ ra dù tống tề dụ lãng quên liên quan thì cũng chưa chắc anh ta sẽ quan tâm đến giản trinh. Nhưng hiện giờ lòng trương Mỹ chỉ có giản trinh, anh cho rằng mọi người nhất là tống tề dụ, đều như anh chỉ trung tình với giản trinh. Anh nghĩ bụng, mình không thể để cho tống tề dụ lãng quên cô nàng liên quan ấy. Mình phải làm gì để anh ta không quên cô ta? Một hôm anh nghe tống tề dụ ngẫu hứng ngâm câu thơ chẳng biết thư nên gửi đến ai, cánh én biết đâu mà truyền gửi. Anh cho rằng Tống Tề Dụ đang mong thư của liên quan, anh liền nảy ra ý tưởng viết thư giả, gửi cho Tống Tề Dụ. Nhưng đó là việc làm rất tệ hại thất đức, anh vội gạt ngay ý nghĩ này. Nào ngờ sau đó ít hôm anh đến nhà họ ô thì lại gặp ô mi, cô ta nói nếu Tống Tề Dụ không ngỏ ý thì cô sẽ thúc giục anh ta. Trương Mỹ vội căn ngăn rằng hình như Tống Tề Dụ đã có ý chung nhân. Ô mi hỏi cụ thể là ai, thì anh nói tôi cũng không rõ, cần phải hỏi Tống Tề Dụ nếu Omi biết tống tề dụ mới chỉ gặp liên quan có một lần thì cô sẽ khuyên can anh ta. Trường Mỹ nghĩ vậy, anh bèn lập tức bắt tay thực hiện các bức thư giả của liên quan. Trường Mỹ xưa nay không muốn tốn sức lực vào thơ từ ca phú, nhưng bức thư giả cần có nét chữ kiểu con gái thì hết sức khó khăn. Dù thư chỉ ngắn vài trăm chữ, còn khó làm hơn viết văn khi đi thi. May sao ngày trước anh đã từng luyện thư pháp kiểu vệ phu nhân, nên rốt cuộc anh cũng hoàn thành thư giả sau đó anh ra phố chi mấy đồng tiền cho một người lạ mặt nhờ cầm thư đến đưa cho môn lại trường thái học ngay chiều hôm đó tống tề dụ khoai trí đi tìm trương mỹ và trịnh đôn khoe rằng đã nhận được thư của nàng liên quan nhìn vẻ mừng rỡ của tống tề dụ trương mỹ biết kế sách của mình đã ứng nghiệm nhưng lòng anh rất áy náy vì mình chưa từng làm chuyện mờ ám như thế này có câu nói không sai làm việc thiện như lên núi cao làm điều ác như xuôi dòng nước viết bức thư thứ nhất ấy nay ít hôm rồi anh tiếp tục viết bước thứ hai, thứ ba. Còn Tống Tề dụ thì hoàn toàn tin là thật và ngày càng si mê liên quan. Cho đến cuối năm ngoái, Ô Mi bỗng cầm hai bức tranh đến gặp Trương Mỹ, nói là tranh của Giản Trinh. Mấy mẫu ruộng học điền mà Giản Trang vẫn dựa vào để sinh tồn sắp bị thu hồi đến nơi, Giản Trinh thấy thế bèn nhờ Ô Mi đi tìm người môi giới để bán tranh, hỗ trợ gia đình. Trương Mỹ mở ra xem, là tranh sơn thủy, bút pháp rất tinh tế, bay bướm Tranh rất có hồn, đáng gọi là danh tác." Ngạc nhiên khi biết Giản Trinh còn có biệt tài hội họa, Trương Mỹ càng mừng rỡ, anh lập tức cầm tranh đến cho một vị nhà nghề xem, người ấy ca ngợi hết lời nói rằng tài nghệ này có thể sánh ngang các họa sĩ hàng đầu trong cung đình, chỉ hiềm tác giả chưa có tiếng tăm e không bán được giá cao. Dù sao Trương Mỹ cũng vẫn rất vui, thực ra anh muốn chính mình giữ lại, anh chỉ cần nghe nhà nghề đánh giá chứ không định đem bán. Rồi anh viết thư cho cha, xin tiền để mua tác phẩm thư họa nổi tiếng, cha anh liền gửi cho anh 300 quan tiền. Anh mua lại hai bức tranh này của Giản Trinh cất ở nhà một người anh họ, thỉnh thoảng anh đến xem ngắm, càng ngắm càng mê. Giản Trinh đã dùng số tiền đó mua ít ruộng đất để cả nhà có chút thu nhập sinh tồn. Còn Tống Tề Dụ, anh suốt ngày ngơ ngẩn vì nhận được thư của người trong mộng và cũng dần lãng quên Giản Trinh. Đúng vào dịp này thì xảy ra cuộc luận chiến, Tống Tề Dụ chưa bao giờ cuồng ngạo như lần này, một trọi bảy, anh ra sức biện luận cho Tân Pháp. Giản Trang lập tức tẩy chay tống tề dụ, bảy người còn lại vừa buồn lại vừa tức. Họ hồi tưởng tư mã quang năm xưa đã tin nhầm vào sái kinh để rồi tân pháp lại ngóc đầu dậy. Lập luận của Tống Tề Dụ còn cứng rắn hơn cả sai kinh, nếu không ngăn chặn anh ta thì e anh ta sẽ là mối họa sau này cho đất nước. Cho nên cả bọn bắt đầu bàn cách chặn đứng Tống Tề Dụ. Trịnh đôn nhắc đến liên quan cô nương, Điền huống vốn giỏi đánh cờ liền nghĩ ra kế sách, ngày hàn thực sẽ lừa tống Tề dụ đi xa, để anh ta bỏ lỡ thi điện thí. Trương Mỹ nghĩ rằng đây là việc tốt ngăn tai họa cho dân lành nên anh chủ động đề xuất, lấy các thư của liên quan. Thế là anh lại viết thư giả liên quan rồi đưa cho Giản Trang, Giản Trang lo cách hành văn của nam giới không chuẩn, bèn giao cho Giản Trinh viết bức thư giả sao cho đúng khẩu khí của liên quan. Sau đó Giang Độ niên chép lại bằng lối chữ của liên quan. Trương Mỹ đọc thư thấy ngắn gọn xúc tích nhưng ý tứ rất sâu sắc. Anh thầm nghĩ, nếu đây là thư giản trinh viết cho mình thì vui biết mấy. Trong thư, địa chỉ nhà Lương Thị lang ở Phủ Ứng Thiên là do giản trang cung cấp. Trương Mỹ hỏi sao anh biết được thì giản trang hơi ngớ ra nhưng trả lời rằng mình ngẫu nhiên nghe được. Trương Mỹ băn khoăn, giản trang xưa nay luôn thẳng thắn đàng hoàng, luôn nói thẳng nói thật với mọi người chứ không úp mở nửa vời. Anh chờ ngũ tử ra về rồi bèn hỏi lại lần nữa, giản trang bỗng phát cáo, anh sao thế? tôi vừa nói rồi ngẫu nhiên nghe được anh ta vốn nghiêm chỉnh đúng mực chẳng thất lễ với ai nữa là giữa bạn bè với nhau không tiện hỏi thêm nữa trương mỹ chào rồi ra về dọc đường anh vẫn không quên thái độ vừa nãy của giản trang không chỉ là nổi nóng mà còn có nét hận sen lẫn xấu hổ và còn ẩn chứa những gì nữa anh tiếp tục ngẫm nghĩ và chợt thấy ớn lạnh ánh mắt ấy còn rờn rợn sát khí đang giữa trời nắng mà trương mỹ phải dùng mình Giản Trang đang nói dối. Anh ta không chỉ muốn Tống Tề Dụ bị lỡ thi điện thí mà còn muốn trừ khử để cắt đứt mối lo về sau. Vì dù Tống Tề Dụ lỡ kỳ thi này thì ba năm sau vẫn có thể dự thi và chắc chắn sẽ là thế, không ai ngăn cản nổi. Tuy Trương Mỹ đã xung khắc với Tống Tề Dụ như nước với lửa nhưng vẫn có tình nghĩa mười mấy năm trời hết sức thân thiết, nên anh vẫn có thiện chí bảo vệ bạn. Huống chi, nhà nho vẫn nói, nhân nghĩa là gốc, phải có lòng trắc ẩn con người với nhau không thể làm những chuyện như vậy. Nhưng anh vẫn có ý muốn cảnh cao tống tề dụ một phen. Anh nhớ rằng có người bạn học nói rằng, quan tri huyện Ninh Lăng đang muốn kén chồng cho cô con gái. Anh bèn lại viết một bức thư giả liên quan thay địa chỉ là huyện Ninh Lăng, rồi gửi cho tống tề dụ. Thư đã được gửi đi, Trương Mỹ ngồi nghĩ đến giản trang rồi lại thấy sợ, không hiểu giản trang lừa tống tề dụ đi phủ ứng thiên. Để làm gì? Sáng hôm hàn thực, đông thủy thất tử gặp nhau, ai cũng có nỗi niềm riêng nên chỉ lát sau đã giải tán. Trương Mỹ để ý Giản Trang vẫn có ánh mắt gườm gườm. Ra khỏi nhà Giản Trang, anh lưỡng thưởng đi rồi đến trước cửa nhà họ ô lúc nào không biết. Ô Mi cũng đang có mặt, cô về thăm cha mẹ đẻ nhân ngày hàn thực. Nhắc đến Giản Trinh, Ô Mi than thở, nay Tống Tề Dụ và các anh khúc mắc với nhau thì khổ cho Giản Trinh. Cô ấy từ lâu vẫn ưng Tống Tề Dụ nhưng là phận gái thì đâu có thể nói ra. Còn anh Giản Trang thì rất cứng nhắc, Nghe câu này, Trương Mỹ toát mồ hôi. Lâu nay anh không tính đến tâm tư của Giản Trinh, ngỡ rằng tách được tống tề dụ ra rồi mình sẽ nhờ bà mối đến dạm hỏi theo đúng lễ nghi là xong. Bây giờ, xem ra mình chỉ như đang chèo thuyền chỉ mãi chống đỡ sóng gió, mà không nhận ra thuyền đã bị thủng đáy. Anh ngao ngán ra về, như kẻ mất hồn đi trên phố, cảm thấy mình sống hơn hai chục năm mà chỉ là một cái xác rỗng tuếch. Không những thế, vì khát khao dục vọng mình dám gạt bỏ cả tín nghĩa và lừa dối bạn bè đạo nhân nghĩa với người khác có lẽ chỉ là nói mồm thậm chí chỉ là bậc thang để kiếm tìm lợi lộc nhưng với anh kể từ hồi niên thiếu anh đã coi nó là nền tảng để lập thân là trí hướng cuộc đời nhân nghĩa còn lớn hơn cả sinh mạng anh không mất tự vấn lương tâm tự hỏi gã trương mỹ đầy hoài bão năm xưa biến đi đâu rồi bước đi chơi vơi trương mỹ về đến bến sông biện hà nhìn thấy một con thuyền chở khách đang đậu, chủ thuyền hô lên thuyền đi phủ ứng thiên. Đi phủ ứng thiên, anh bỗng nhớ đến cái địa chỉ giả mà giản trang cung cấp. À, mình nên đi tra rõ sự việc này còn hơn là cứ đau đầu vô ích. Anh bèn lên thuyền. Thuyền chạy ra khỏi biển lương, đêm không ngủ được, anh bước ra đuôi thuyền ngẩn ngơ nhìn mảnh trăng non trên bầu trời. Sáng sớm nay Tống Tể Dụ đã lên đường đi ninh lăng, nếu anh ta bị lỡ ngày thi điện thí thật thì tội mình lại càng lớn. May mà địa chỉ đã sửa thành ninh lăng, lộ trình ngắn, mong sao tống tề dụ sớm phát hiện ra mắc lưỡng rồi kịp thời quay về. Anh lại nghĩ về mình, lúc này đi phủ ứng tiên nếu hơi bị chậm trễ một chút thì cũng sẽ không kịp trở về biện kinh để dự thi điện thí. Nhưng anh lại nghĩ, mình học hành, dự thi, với mục đích thực hiện nhân nghĩa, làm những việc hữu ích cho dân cho nước này mình đã xa ngã đến nước này rồi thì còn mặt mũi nào mà dự thi điện thí. Còn cái địa chỉ giả ở phủ ứng thiên, liệu có gì đang chờ đợi ở đó? Hay nó đúng là một cảm bẫy thật? Cảm thấy sợ sợ nhưng anh lập tức chấn tĩnh. Sợ gì nhỉ? Sinh hay từ có gì đáng sợ đáng lo? Huống chi, nhà ngươi đã dở thủ đoạn để lừa dối bạn, dù phải chết thay bạn thì cũng là đáng đời nhà ngươi. Thuyền đi xuôi dòng nên rất nhanh, sáng sớm hôm sau đã đến phủ ứng thiên. Anh tìm đến nhà Lương Thị Lang, đứng trước cửa anh thấy hơi căng thẳng. Cố chân tĩnh, anh đưa tay gõ cửa một nam giới to vâm, ra ngăm ngăm ra mở cửa. Trương Mỹ tim đập mạnh, nhìn anh ta. Anh là Tống Tề Dụ à? Trương Mỹ gật đầu, anh ta mời vào. Trong sân lại có một nam giới mập mạp đang đứng. Cổng được đóng lại, hai gã bước đến tóm lấy anh lôi vào gian nhà phụ. Anh định phản kháng nhưng thư sinh chân yếu tay mềm thì lấy đâu ra sức vóc. Hai gã ấn Trương Mỹ ngồi xuống cái ghế tựa, lấy dây thường ra chói nghiến lại anh định hỏi họ thì một gã nhét luôn vào mồm anh cái khăn tay. Sau đó gã kia thắp đèn dầu, cầm một cái kim bạc hơ trên ngọn lửa, mũi kim đỏ hồng lên, gã thứ nhất giữ chặt cổ anh, gã thứ hai lần lượt kéo rái tai anh ra rồi chọc kim vào. Đau rát, rái tai bị chọc thùng, anh cố sức dẫy ruộng. Rồi gã lại lấy ra một cái lọ thuốc nho nhỏ châm lên vết thùng, thấy man mát. Trương Mỹ sợ hãi, không rõ họ định làm gì mình rồi một gã cầm lại chiếc áo gấm màu tím gã kia cởi thừng cho anh bắt anh thay áo sau đó họ nhét một cái túi gấm tím nho nhỏ vào ngực anh tiếp theo một gã rút dao đeo hông ra kề vào cổ anh nói lát nữa sẽ dẫn anh ra nếu dám kêu một tiếng thì ta cắt cổ anh ngay trương mỹ đành gật đầu hai gã kèm hai bên đưa anh ra cổng ngoài ngõ đã có cỗ xe ngựa anh bị đẩy lên xe hai gã cũng lên cùng xả ích ngồi phía trước đánh xe ra khỏi con ngõ, xe chạy khá lâu mới đỗ lại. Hai gã lại kèm anh xuống xe, anh nhìn xung quanh, phía trước là mặt sông bao la, trên bờ có vô số quán nước. Nhiều con thuyền đang đậu sát bờ sông, đây là một bến thuyền, mặt trời hơi chênh chích, đã quá giờ ngọ gần sang giờ mùi. Hai gã vẫn kè kè đứng hai bên trương Mỹ, một gã giả vờ thân mật, tay nắm vai anh, ép anh bước đến bờ sông rồi lên một con thuyền khách. Trương Mỹ ngừng nhìn, thấy trên cánh buồm thêu bông hoa mai rất to. Chủ thuyền đứng ở đầu thuyền gật đầu với hai gã này nhưng không nói gì, chắc họ đã hẹn nhau cả rồi. Hai gã kéo Trương Mỹ đi qua khoang lớn đang không có khách, chỉ có vài phu thuyền đang chuyển đồ vật. Họ đẩy Trương Mỹ vào một gian nhỏ ở giữa bên trái, rồi đóng cửa lại. Hai gã ngồi sát nhau trên cái giường nhỏ, bảo Trương Mỹ ngồi ghế bên cạnh cái bàn. Rất khó chịu vì hai gã cứ nhìn anh chằm chằm, anh bèn ngoảnh nhìn ra cửa sổ, nghĩ ngợi lung tung, thấp thỏm bất an. Tại sao Giản Trang lại đưa ra cái địa chỉ này là phủ ứng thiên? Mục đích là gì? Hai gã này định làm gì mình? Nghĩ mãi cũng không ra. Nhưng kể cũng là may, mình đã thay thế tống tề dụ, anh ấy sẽ không bị trấn áp vô cớ như thế này. Hình như có vài người khách vừa lên thuyền, rồi thuyền bắt đầu đi, đi về hướng Biện Lương. Trương Mỹ càng lấy làm lạ, họ định làm gì nhỉ? lúc gần tối hai gã áp tải anh gọi cơm rồi cả ba cùng ăn ăn xong có người vào thu dọn bát đũa đem ra một gã khẽ nói với trương mỹ hãy biết điều cấm ho he cấm cài then cửa bọn ta ở ngay sát vách nếu anh dám kêu lên dám chạy trốn thì ta sẽ cắt cổ ngay rồi cả hai gã đi ra khép cửa trương mỹ nghe thấy gian bên cạnh có tiếng mở cửa chắc họ đã vào gian đó mình anh ngồi đây nhìn ra ngoài cửa sổ rất bế tắc, không dám động đậy, chẳng rõ tiếp theo mình còn gặp những chuyện gì nữa. Ngồi đến nửa đêm, anh đành nằm xuống giường rồi đi vào giấc ngủ. Lúc trời chưa sáng, Trương Mỹ tỉnh giấc vì các tiếng động ở cánh cửa. Anh vội nhổm dậy, thấy cửa từ từ mở ra. Một bóng đen rón rén đi vào và khép cửa cài then lại. Ngoài kia, trời hay hé sáng, trong khoang này thì vẫn tối om, Trương Mỹ mở to mắt thấy bóng đen đang tiến về phía mình, phía trước bóng đen hơi lấp lánh sáng không dám động đẩy, anh chỉ khẽ nhích người vào sát vách gỗ trong cùng. Bóng đen bước sát lại, anh mới nhìn rõ hơn một chút, hắn mặt mũi cân đối, nhưng không phải một trong hai gã áp tải anh. Tay gã này đang cầm dao nhọn. Lúc này gã giật mình vì nhận ra Trương Mỹ đã tỉnh giấc, gã vội kề dao vào cổ anh, nói nhỏ cấm lên tiếng. Trương Mỹ nằm tựa lưng vách gỗ, không dám nhúc nhích. Thích khách nhìn anh thật kỹ rồi bỗng hơi sừng sốt, kinh ngạc thì phải gã khẽ hỏi, anh là sách từ Trương Mỹ à? Trương Mỹ gật đầu, nhưng chợt nhớ ra mình đang mạo danh tống tề dụ nên lại lắc đầu. Đôi mắt đối phương chớp chớp, hình như đang nghi hoặc, lưỡi dao đang ghi cũng hơi lỏng ra, gã đang do dự. Trương Mỹ nhận ra sát khí trong ánh mắt của gã, anh cực sợ hãi. Mọi ngày vẫn hay nói đến hai chữ sinh tử nhưng lúc này anh mới thật sự cảm thấy cái chết kề bên, mình như đang rơi xuống vực sâu tối đen. Anh cửa quẩy, con dao kề cổ lại ghi xuống, hình như cứa vào da cổ, anh vội dừng lại, bất động. Định mở miệng nói nhưng cổ hỏng khô cong không thể ho he. Anh bỗng nghĩ ra, người phải chết ở đây lẽ ra là tống tề dụ. Ý nghĩ hối hận lướt qua trong đầu, hối hận vì mình và giản trang cùng mấy người kia âm mưu hãm hại tống tề dụ, hối hận vì mình dám liều lĩnh đi đến phủ ứng thiên. Bi thương và tuyệt vọng, anh nhắm mắt lại, chết thì chết, ít ra cũng là chết thay tống tề dụ, cái chết cũng có một chút giá trị. Anh chờ một lúc, hình như lưỡi dao đã rời cổ anh, anh vội mở mắt, thấy gã đang chăm chú nhìn anh, ngờ ngợ, rồi hỏi có biết bơi không. Trường Mỹ dù chưa hiểu sẽ là gì, cũng gật đầu. Khi trước đến Kinh Thành Anh bị mấy tên cướp đẩy xuống sông suýt chết đuối. Sau khi đến Kinh Thành Anh đã chọn ngày hè nóng nực cùng trịnh đôn tìm khúc sông vắng về tập bơi. Gã khẽ nói, chui qua cửa sổ, nhảy xuống nước khẽ thôi nhìn ánh mắt gã trương mỹ hiểu rằng gã không có ý hại anh mà là muốn giúp anh anh gật đầu rồi nhẹ nhàng nhổm dậy từ từ chui qua cửa sổ khoang thuyền cúi nhìn mặt sông rộng anh thấy sợ nhưng liền nghĩ ngay dù chết dưới nước vẫn còn hơn bị người ta giết chết anh chuẩn bị nhảy xuống gã kia nắm lấy tay anh ra hiệu nhắc nhở phải thật khẽ anh từ từ tụt xuống mạn thuyền rồi xuống nước thì gã mới buông tay ra trương mỹ đã biết bơi nhưng vì không muốn gây tiếng động nên anh chỉ đạp nước để người trôi xuôi theo dòng nước. Lúc trôi qua đuôi thuyền, Trương Mỹ nhìn thấy phu thuyền đang đẩy xào, anh ta đứng nghiêng người nên không nhìn thấy anh. Chỉ lát sau lại thấy gã to con kia nhô đầu khỏi mặt nước chỗ gần anh. Cả hai cùng bơi vào bờ, nhìn quanh thấy giải rác vài nhà nông dân, đã vào đến địa phận phía đông Biện Kinh. Gã kia cởi áo ngoài, vắt kiệt nước, tôi đến để giết anh. Anh ta là Khang Du, có kẻ bắt cóc chị dâu anh và đứa con nhỏ rồi ép anh phải lên con thuyền kia giết một người khách mặc áo tím trương mỹ rất kinh ngạc cúi nhìn bộ áo gấm màu tím ướt sũng mà mình đang mặc đúng là giản trang đã thiết kế để giết tống tề dụ khang du lại nói bọn bắt cóc ấy bắt tôi phải lấy được đôi tai của anh và viên ngọc của anh đem về làm bằng chứng viên ngọc nào tôi cũng không biết trương mỹ chợt nhớ ra lúc ở phủ ứng thiên hai gã kia nhét thứ gì đó vào ngực anh, anh vội sờ tìm. À, vẫn còn, anh lấy ra xem, bên trong cái túi là vài màu bạc vụn và một viên thuốc to tròn, không có ngọc nào cả. Khang Du cầm viên thuốc lên, dùng dao cứ một đường rồi nắn viên thuốc, nhìn kỹ. Ngọc ở bên trong, Trương Mỹ cầm xem, dưới nắng sớm mai, nhìn thấy bên dưới nhát cứ có ánh lấp loáng, bong bóng. Khang Du lại hỏi, tại sao bọn chúng muốn có đôi tai của anh? tai tôi sáng hôm qua bị bấm đục lỗ, chắc để làm ký hiệu. Khang Du ghé sát nhìn tai Trương Mỹ, nghĩ ngợi. Chúng chỉ muốn nhìn lỗ bấm tai, thì dễ rồi, tôi sẽ đi tìm hai cái tai. Đi đâu? Lậu Trạch. Trương Mỹ kinh hãi. Lậu Trạch là nghĩa địa của Biển Kinh. Dân số Biển Kinh qua đông, nên có hiện tượng vứt bừa xác chết ngoài đồng hoặc mương cống vì không có chỗ chôn. Nay thiên tử cho san một khu đất để làm bãi tha ma chôn cất những người khốn khổ không họ hàng thân thích. Khang Du định đến lậu trạch đào xác, cắt tai. Trương Mỹ thấy ghê tởm nhưng lại nghĩ, Khang Du không nỡ giết anh, nhưng anh ta còn phải cứu chị dâu và đứa cháu mình nên mới nghĩ ra cái cách này. Khang Du lại nói, tôi phải nhanh chóng tìm ra hai cái tai, trưa nay phải giao cho họ. Viên Ngọc, tôi phải cầm theo. Anh về đi, bảo trọng nhé. Trương Mỹ nghĩ đến một điều, vội nói, Khang Huynh à, tạm thời đừng cho ai biết chuyện này. Tôi cũng nghĩ thế. Khang Du gật đầu rồi vội vã bước đi. Chương 11. Hận và tiền. Tình ư nhân vô bất thiện, hệ kỳ thiện phản, bất thiện phản nghi dĩ. Quá thiên địa chi hóa, bất thiện phản giả giả. 95. Chương tái. Triệu Bất Vưu nghe Trương Mỹ kể xong, thấy đã khớp với suy đoán của mình và ôn duyệt, những bức thư mà liên quan gửi cho Tống Tề Dụ đều là thư giả do Trương Mỹ làm ra. Tuy nhiên, lại nảy sinh một nghi vấn, người khách mặc áo tím. Hà hoán vốn dĩ có thể trở thành vị hành khách mặc áo tím nhưng cũng may đã được đánh đổi bằng đinh đán, rồi đồng khiêm lại đánh đổi với đinh đán. Hiện giờ Trương Mỹ lại trở thành người khách mặc áo tím. Họ đều mang theo viên ngọc quý. Triệu bất vưu nhìn Trương Mỹ, đúng là hai giái tai có hai lỗ thùng. Nhìn ánh mắt của Triệu bất vưu, Trương Mỹ cảm thấy rất bối rối. Triệu bất vưu nhìn sang chỗ khác, nghĩ ngợi tại sao mấy người này đều phải mặc áo tím và bị bấm lỗ tai kỳ quái hơn nữa là đồng khiêm bị đưa lên mai thuyền cũng vào gian nhỏ ở giữa bên trái nơi trương mỹ bị ép ngồi vào cả hai ngồi trong đó mà lại không nhìn thấy nhau làm gì có chuyện như thế triệu mặc nhi ngồi bên cũng rất kinh ngạc triệu bất phưu tạm gác vấn đề này lại hỏi trương mỹ anh trở về khi nào tôi không còn mặt mũi nào trở về kinh thành để gặp lại ai lúc đó chỉ muốn đi thuyền về quê cho xong nhưng lại nghĩ rằng chuyện này rất mù mờ khó hiểu, tống tề dụ suýt nữa bị sát hại. Giả sử giản trang huynh định trừ bỏ tống tề dụ thì anh ấy cũng không thể nghĩ ra mưu kế và càng không thể thực hiện nổi, tôi tin rằng có kẻ giấu mặt đã bố trí tất cả. Tôi muốn tra ra kẻ đó, nên đã dặn dò Khang Du trở về rồi đừng kể cho ai biết chuyện về tôi. Tôi chờ đến tôi mới vào thành, ẩn náu ở nhà người bà con, sau đó nhờ ông anh họ đi điều tra tìm hiểu. Đã tra ra vấn đề gì chưa? có lẽ kẻ giấu mặt đó là một viên ngoại lang làm ở bộ lễ tên là cảnh duy một buổi tối trước ngày hàn thực mấy hôm cảnh duy đã từng đến nhà giản trang huynh hai lần trước đó hai người không hề qua lại với nhau tôi muốn trực tiếp gặp ông ta để hỏi nhưng khi cha ra địa chỉ thì đã muộn ông ta được điều đi kinh châu nhậm chức đã lên đường rồi tôi biết cảnh duy ông ta thường được đánh giá là người tốt tống tề dụ chỉ là một thái học sinh chắc không có khúc mắc xung đột gì với cảnh duy để đến nỗi bị ông ta lấy mạng. có lẽ kẻ giấu mặt phải là người khác. thế thì có thể là ai? mà họ cứ quyết xử tử tống tề dụ. điều này thì phải tra thêm. tôi không còn sức để đi sâu tìm hiểu nữa. ông anh họ của tôi nói bất phương huynh đang làm vụ án này, nên tôi mới đánh liều đến đây báo cáo huynh. bây giờ xin cáo từ. triệu bất phương thở dài khi thấy trương mỹ đầy vẻ hổ thẹn cúi đầu vội vã ra về không còn nét trang trọng nhã nhận như lúc đầu nữa. Đinh đán vừa cầm chiếc khăn tay cũ lau vết máu trên tay thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhìn cái xác Hồ Thiệp Nhi trên mặt đất, anh ta sợ phát run, vội thổi tắt ngọn đèn trên bàn. Căn nhà bé tẹo này không có cửa sau hay cửa sổ, chẳng có chỗ mà nấp, bây giờ phải thế nào đây? Vẫn có tiếng gõ cửa, anh ta khẽ mở cửa nhìn ra ngoài. Ánh trăng rất sáng, chiếu khắp sân, chỉ có chỗ chân tường thì rất tối. Lúc này tiếng gõ cửa bỗng ngừng bật, anh ta giỏng tai lắng nghe. Tiếng bước chân dừng lại ở chỗ chân tường, rồi có hai tiếng chân đạp nặng nề. Có lẽ người ấy định trèo tường nhưng đều không nhảy lên được. Người ấy là ai mà nhất quyết muốn vào đây? Đình đán rón rén bước ra, đi đến bên cạnh cổng ngồi thục xuống chỗ tối ở chân tường. Trên ngọn tường lại có tiếng thở phì phò, kẻ ấy đã trèo lên ngọn tường, đình đán vội thu mình lại. Huyệt, kẻ ấy đã nhảy xuống, hơi dừng lại, rồi nhẹ chân đi vào nhà, cửa đang mở, hắn bước vào luôn. Thấy thế, đinh đán bèn nhích dần ra cổng, khẽ mở then kéo cánh cửa ra, cửa cũ rích kêu kèn kẹt xin rít. Đinh đán vội ngoảnh đầu nhìn thấy bóng đen kia từ trong nhà xông ra. Hết cách rồi, đinh đán mở toang cửa bỏ chạy. Bóng đen lập tức đuổi theo, đinh đán càng hoảng hốt, cố chạy thục mạng. Chính đinh đán cũng không hiểu nổi tại sao mình lại thành ra khốn đốn, cùng cực thế này. Sinh ra trong một gia đình tiểu nông thấp kém, từ bé đã rất thấm thía nỗi khổ vì không tiền bạc. Cả năm chỉ được ăn thịt vài lần, một bộ quần áo mặc liền mấy năm, rách rồi lại vá, vá rồi lại rách, ngoài chợ có vô khối thứ đẹp đẽ nhưng cha mẹ hắn đều không mua nổi một thứ. Nghèo khó cũng đành vậy, nhưng những nỗi nhục phải chịu đựng mới thật sự khiến người ta đau lòng. Áo quần rách hở lưng hở mông, bị chúng bạn đua nhau chế nhạo lỡ đánh đổ lọ muối thì phải ăn muối lẫn sản cắt và bị mẹ kể tội suốt mấy tháng trời cha hắn có người bác họ biết chữ ông ấy dạy hắn rồi hắn thi được vào trường đồng ấu nhưng đến trường thì thầy và bạn học chẳng thiết nhìn chữ của hắn mà chỉ nhìn xoáy vào ngón chân đen thui của hắn thò ra ngoài đôi giày rách bươm cha ốm nặng uống được vài bát thuốc rồi chết quan phủ suýt nữa kết tội hai mẹ con hắn mưu hại người thân cha chết rồi không có chỗ chôn hỏa thiêu cũng không được hai mẹ con đành nhân đêm khuya khiêng xác ra ném xuống sông khi mẹ chết thì một mình hắn vác xác đi ném. Người ta hay nói người nghèo thích tiền nhưng đinh đán thì không, vì hắn hận tiền. Hắn luôn mong có ngày mình có tiền để trà đạp một phen cho hà giả. Nhưng hắn không vào nổi trường phủ, lại không có nghề ngỗng gì, thì chỉ có thể tiếp tục nghèo khó, cho đến khi hắn được bà Lam chiêu mộ đến ở rể làm gã chồng kế nhiệm. Hắn chưa từng nghĩ mình lấy được A Tư, Chẳng khác gì một kẻ mặc áo quần rách dưới lại bắt được cái mũ đẹp, chỉ tổ làm nổi bật áo quần nát bươm mà thôi. Cho nên hắn vẫn hơi sợ A à Từ, nhìn thẳng vào cô cũng không dám nhìn. Nhà bà Lam Dẫu không khá giả nhưng cũng đủ sức lo ăn lo mặc và dành dụm được tí chút. Là những thứ đinh đán chưa từng được hưởng thụ. Trong thời gian này, hắn làm quen với Hồ Thiệp Nhi, gã này dẫn hắn đi đánh bạc. Hắn nhận ra, chẳng có chỗ nào tốt hơn sòng bạc để trà đạp tiền thế là hắn lao vào cờ bạc như con thiêu thân hắn tìm đủ cách để lừa tiền bà lam và a từ không lừa được thì lấy trộm chốt tiền bà lam tích góp được bị hắn vét sạch rất nhanh bà hết tiền cung phụng hắn đi đánh bạc đang lúc bí thì cha con cắt tiên tìm đến hắn bàn về chuyện đánh cháo thân phận hắn với hà hoán hắn sướng mê rồi lập tức tìm hồ thiệp nhi cả bốn người hợp sức lại để hắn vào được phù họ hà biến thành hà hoán hắn chưa bao giờ tưởng tượng nổi có một gia đình giàu đến chừng này một thứ đồ dùng bất kỳ cũng giá trị bằng toàn bộ tài sản nhà hắn hắn đã có dịp tha hồ trà đạp đồng tiền thế là hắn lao vào đánh bạc đánh bạc và đánh bạc chưa đầy hai tháng đã nướng sạch tiền bạc nhà họ hà vào sòng bạc hắn lại trở lại phận nghèo rất mùng tơi hắn không hối hận trái lại hắn rất khoái trá vì được giải hận hắn bắt đầu cùng hồ thiệp nhi du đãng khắp trốn buổi tối hôm đó đi ngang qua nhà bà lam hắn thấy hơi xúc động dù sao hắn cũng từng được sống những ngày yên ổn ở đây hắn không nén được bước đến gõ cửa bà lam ngỡ hắn là hà hoán nên cho hắn vào nhà sau khi nói chuyện mấy câu bà mới nhận ra hắn là đinh đán đang định đuổi hắn ra thì nghe thấy tiếng gõ cửa hà hoán bước vào anh ta phạm tội giết người đã bị lưu đày nghe nói đã chết trên đường đi thế mà lại lành lặn trở về và còn mang theo hai đĩnh bạc Đinh Đán bèn ép Hà Hoán đổi lại thân phận cũ, rồi hắn ra khỏi nhà, dưới lùm cây có hai nam giới bước đến, dẫn hắn lên một con thuyền, thuyền quay đầu đi về hướng đông. Đi không xa lắm, thuyền dừng lại. Hắn lên bờ rồi đi đến một ngôi nhà, gặp một nam giới tuổi gần năm chục, Hà Hoán nói người này họ Quy. Người họ Quy rất tử tế với hắn, bố trí cho hắn tắm gội, ăn uống, nghỉ ngơi. Hắn sống dễ chịu được hai hôm. Rồi họ quy dẫn gia đinh là một nữ bộc bước vào phòng, nói là có việc cần làm. Rồi họ dùng kim nhọn bấm lỗ tai hắn, hắn không biết tại sao nhưng họ nói sẽ thưởng cho hắn tiền to sau khi hoàn thành công việc thì hắn răm rắp nghe lời. Hôm hàn thực, họ quy bảo đinh đán mặc áo gấm màu tím, nhét cái túi gấm nhỏ trong ngực, rồi dẫn hắn lên một con thuyền. Trên thuyền, họ cho hắn uống rượu, sau đó không lâu hắn ngủ thiếp đi lúc thức dậy thấy mình bị nhét trong bao tải nhưng miệng bao tải vẫn để hở bên ngoài có hai người đang nói chuyện nhắc đến đánh cháo trương thất lang gì đó hắn lén nhìn ra hắn chưa bao giờ gặp họ lúc này hắn lại thấy sợ không dám nhúc nhích đến nửa đêm thấy hai người kia đã ngủ say hắn bí mật chuồn ra ngoài đi trên phố hắn mới nhận ra mình đang ở phủ ứng thiên mở cái túi gấm ra xem thấy có một số bạc vụn và một viên thuốc tễ hắn vứt luôn viên thuốc giữ bạc lại vào nhà hàng ăn cơm thấy nhân viên nói trên tầng hai có sới bạc hắn bèn lên nhập cuộc sau tai vả thì vận đen sau đêm ấy hắn thua gần hết đám bạc vụn trời sáng hắn xuống tầng dưới hai gã nhân viên tối qua chạy lại phía hắn có vẻ không tử tế gì hắn co cẳng chạy biến vất vả lắm mới cắt được đuôi chốt bạc còn sót đủ để lên thuyền chờ hàng đi về biển lương hắn không dám lộ diện bèn trốn vào nhà Hồ Thiệp Nhi. Thoạt đầu Hồ Thiệp Nhi còn sời lời, khi biết hắn không xu dính túi thì gã mặt nặng trình trịch. Hồ Thiệp Nhi và các tiên cùng ở ngõ ngư nhi, đinh đán bèn nhân đêm tối đi đến nhà các tiên định lừa một ít tiền. Thầy thuốc họ cắt đưa ra 50 lạng bạc, nhưng các tiên bỗng cầm dao đâm hắn, hắn tránh được, rồi các tiên bỗng quay sang đâm cha mình khiến hắn sợ chết khiếp. Sau khi các tiên bỏ đi thì hắn quay trở lại nhà Hồ Thiệp Nhi. Hồ Thiệp Nhi đi trên phố tình cờ nhìn thấy ông già tề toàn của gia đình Hà Hoán bèn lén bám theo, thế là hắn biết chỗ ở mới của Hà Hoán. Hồ Thiệp Nhi trở về bàn với đinh đán tìm đến nhà Hà Hoán lừa tiền. Cả hai đều biết Hà Hoán đã chẳng còn tài sản gì nên chỉ đòi 100 quan tiền, hẹn ba ngày nữa sẽ đến lấy. Nhưng sáng nay gã đàn ông mặc trang phục truyền thống bỗng xông vào nhà, nói rằng Hồ Thiệp Nhi đòi Hà Hoán chi 1.000 quan tiền, đã nhận trước 300 quan. Người ấy đi rồi, đinh đán càng nghĩ càng tức bèn trói gô vợ hồ thiệp nhi lại rồi lục soát khắp các xó xỉnh chỉ tìm ra vài trăm đồng hắn bèn vào bếp lấy con dao rắt thắt lưng ngồi chờ hồ thiệp nhi lúc sầm tối hồ thiệp nhi mới trở về nhà thấy vợ bị trói ngồi đó liền chửi bới đinh đán đinh đán căn vặn hồ thiệp nhi về chuyện một nghìn quan tiền hồ thiệp nhi cãi phăng không thừa nhận rồi xông vào đánh đinh đán đấm trúng mũi máu chảy ròng ròng hồ thiệp nhi định giết mình Tháng sau hắn lại có 700 quan tiền nữa. Càng nghĩ càng tức, Đinh Đán rút dao đâm chết Hồ Thiệp Nhi. Lúc này bóng đen kia đang truy đuổi Đinh Đán. Đinh Đán không biết kẻ đó là ai, vừa giết Hồ Thiệp Nhi, hắn chưa hết kinh hoàng, cắm đầu chạy như điên dọc con phố Bắc Biện Hà, chạy qua nhà bà Lam, ngoái lại nhìn vẫn thấy bóng đen kia truy kích, hắn chỉ còn cách tiếp tục chạy. Chạy lên cây cầu nhỏ phía đông thì trượt chân ngã luôn xuống mương, hắn vội bò lên bờ lúc này bóng đen đã đuổi kịp và nhảy bổ vào hắn, ngồi đè lên người hắn. Dưới ánh trăng hắn đã nhìn rõ người ấy có cái mũi to bè, hình như là một trong hai gã truy đuổi hắn ở phủ ứng thiên. Gã này đã truy đến tận đây tức là hắn quyết không buông tha. Đinh đán rốt dao ở thắt lưng ra đâm luôn vào bụng đối phương. Người ấy giật cục, rồi gào lên, mẹ cha thằng cụ mày, mày dám đâm ông. Rồi cũng rút đoàn đao ra đâm thật mạnh vào đinh đán. Đinh đán đang bị đè, không thể tránh nổi bị dao đâm vào ngực. Đối phương chưa dừng tay, lại rút dao ra, gầm lên và đâm tiếp, đâm tiếp, đâm nữa. Đinh đán chỉ có thể hứng chịu, rồi hắn không thấy đau nữa, thần chí dần mờ đi, hắn bỗng mình cười, đời mình ít ra cũng đã từng trà đạp rất nhiều tiền, mình đã được giải hận. Sáng sớm, triệu bất khí đã đến quan âm viện ở phía đông thành, đứng ngoài cổng chờ lãnh tương. Tối qua anh đến nhà Hồ Thiệp Nhi, thấy cổng mở toang, trong nhà tối om cảm thấy đã có chuyện chẳng ra gì anh bước vào nhà thấy có tiếng phụ nữ xen gì anh lần sờ thấy đá lửa trên bàn bèn đánh lửa châm đèn lên lúc này mới nhìn thấy một xác người nằm vật ra ngực bị dao đâm nhưng không phải đinh đán nhìn vào góc nhà thấy vợ hồ thiệp nhi đang ngồi bị chói miệng bị nhét nắm vải anh cười từng giải cứu cô ta cô ta lập tức nhào đến cái xác khóc ầm lên thì ra cái xác là hồ thiệp nhi bị đinh đán sát hại hắn đã bỏ trốn, chưa rõ gã tiết hải mũi to có đến đây không. Nhìn cô ta khóc lóc thảm thiết, triệu bất khí mới cảm thấy kế ly gián của mình là rất chủ quan, đơn giản. Nhưng tình anh vốn không nặng nề, không trì trệ, anh lắc đầu thở dài rồi lần túi áo lấy ra toàn bộ tiền nong đang có đưa cho vợ Hồ Thiệp Nhi, bảo cô ta đi báo quan. Sau đó anh ra về đi ngủ. Lúc thức dậy, anh không nghĩ gì khác nữa, chỉ tập trung vào vấn đề A từ chờ bên ngoài am quan âm viện khá lâu thì thấy mã bộ dẫn một cỗ kiệu tiến lại. Triệu bất khí đưa mắt ra hiệu cho mã bộ, rồi anh đi vào chùa, nhẩn nha đứng ngắm cây cảnh trong sân. Lát sau, một nữ tỳ khoác tay một cô gái trẻ đi vào. Cô ta đặc biệt xuất chúng, đội mũ ngân hoa đính ngọc bích, bên ngoài mặc áo chẽn gấm xanh cầu tay thêu sợi bạc, mặc váy màu xanh thạch lựu, thân hình yểu điệu, khuôn mặt thanh tú, trông cô như một con chim công. Triệu bất khí nhìn theo, Cô ta đi vào Phật đường, thắp hương khấn vái rồi cùng nữ tỷ đi trở ra, rất điệu đà. Triệu Bất Khí bước lại mỉm cười, cúi chào, "Tôi là võ lực lang Triệu Bất Khí, vấn An phu nhân." Lãnh Tương dừng bước, hơi băn khoăn nhìn Triệu Bất Khí. Tại hạ mạo muội làm phiền, muốn hỏi thăm phu nhân một việc quan trọng. Là việc gì? "A à, từ, chùa Lạn Kha." Lãnh Tương kinh ngạc, rồi ngoảnh sang bảo nữ tỷ, "A Thúy, người ra kia chờ ta một lát." Nó nghe lời, bước đi. Lãnh Tương hỏi Triệu Bất Khí, anh muốn biết việc gì? Cô đánh thuốc mê A Từ, giấu cô gái xấu xí Hương Nga trong lò hương, từ đó mới có chuyện biến thân xảy ra ở chùa Lạn Kha, đúng không? Lãnh Tương càng kinh ngạc, anh muốn thế nào? Triệu Bất Khí cười, tôi chẳng muốn thế nào cả, nhưng có người luôn nhớ A Từ, muốn cô ấy trở về. Ai? Lại còn phải hỏi à? ánh mắt lãnh tương thoáng nét hổ thẹn nhưng không hoang mang cô ta kiềm chế được triệu bất khí lại hỏi có phải a từ đang ở trong phủ sái hạnh không lãnh tương do dự rồi khẽ gật đầu hiện giờ cô ấy ra sao lãnh tương nhìn sang chỗ khác im lặng triệu bất khí bật cười vì chồng của mình cô không những hy sinh bản thân đi phục vụ sâu hoa cải mà còn nhọc lòng tìm cách đẩy cô bạn mình vào phủ sái nữa đúng là hiền thê hiếm có xưa nay còn chồng cô có lẽ chẳng phải anh chồng tử tế gì, hắn đang hưởng lạc ôm ấp thiếp mang tơ mà sâu hoa cải thưởng cho. Rốt cuộc anh muốn gì? Lãnh tương bỗng trợn mắt giận dữ hỏi. Triệu bất khí vẫn cười, tôi đã nói rồi, tôi chẳng muốn gì cả. Nhưng có người muốn đòi A từ về. Lãnh tương bỗng xuống thang, khẽ nói, cô ấy ở phủ sái, sái hạnh không chịu buông thì tôi cũng chẳng thể làm gì. Triệu bất vưu nhắc lại, hiện giờ cô ấy thế nào? lãnh tương lại do dự. Sau khi bị đưa vào phủ sái, cô ấy quyết không chịu nghe, cô ấy đập vỡ cái bát rồi rạch cổ mình nói là nếu sái hạnh bước lại gần thì cô ấy sẽ cứ cổ tự tử. Sái hạnh là tay hiếu sắc nhưng cũng không muốn cưỡng ép thấy A từ như thế anh ta lại càng si mê, sai người hầu phục dịch A từ chu đáo chờ cô ấy nghĩ lại. Chà, cô ấy thực cứng cỏi. Sái hạnh bảo tôi khuyên nhủ A từ. Cô ấy nói mình đã có chồng con chứ không phải liệt nữ sáng trong, nhưng không ngờ lại gặp con người rất coi trọng mình thì cô ấy nhất định sẽ giữ liêm sỉ để tỏ lòng biết ơn người ấy. Tôi không biết A từ nói về người nào nhưng A từ nói dù chết cũng không chấp nhận. Thế thì tôi càng phải cứu cô ấy ra. Cứu như thế nào? Việc này cần cô giúp một tay. Cô có bằng lòng không? Lãnh tương trần chưa một lúc rồi mới gật đầu, tôi đã rất không phải với A từ. Anh cần tôi làm như thế nào? chương 12 Mai Thuyền yếu tại minh tiện, minh tiện tại hồ cách vật cùng lý. Cùng trí ư vật lý, tắc tiệm cửu hận thiên hạ chi vật sai cùng, chỉ thị nhất lý. 96. Trình di, triệu bất vưu nghĩ suốt đêm, rốt cuộc đã hiểu ra sự thật về mai thuyền biến mất. Sáng dậy sớm, anh viết bức thư ngắn cho cô Trấn, nhớ ất ca chuyển đi. Ăn cơm xong, anh dẫn mặc nghi và Biển Nhi cùng ra bờ sông Biện Hà, đi qua cầu vòm, đi đến vị trí mai thuyền đã biến mất lúc đi qua quán trà của lạc trí hòa anh liếc vào thấy anh ta đang đứng phía trong đun nước nhìn thấy triệu bất vưu ánh mắt trí hòa lảng sang nơi khác chắc là sau vụ thư giả mấy người bọn họ đều ngượng ngùng anh nghĩ bụng ai chẳng có lúc sai lầm nhất là những chuyện tiện ác đúng sai đâu dễ gì trắng đen rạch ròi mong sao sau vụ việc này các nhân sĩ đông thủy sẽ phản tỉnh sâu sắc mọi việc đời để đức nghiệp được tấn tới ba anh em đi đến bờ sông chỗ mai thuyền và thuyền khách va nhau khi trước đang vắng vẻ không có thuyền bè neo đậu. Biện Nhi hỏi, anh đã đoán ra mai thuyền biến mất ra sao thật à? Triệu bất phư cười, anh chỉ đoán ra cái lý trong đó, còn như có đúng thế không thì phải chờ thực tế kiểm chứng. Lúc này cô chân dẫn 12 cung thủ đi đến, cố Trấn gọi to, triệu bất vưu huynh đã tra rõ rồi à? Còn phải chứng minh đã, triệu bất Phư nhìn đám cung thủ, trong các vị ai biết bơi hai cung thủ tranh nhau nói tôi triệu bất phưu chỉ vùng mặt sông mà con thuyền khách mới đã đỗ hôm đó phiền hai vị lặn xuống chỗ kia xem có vớt được thứ gì không cố trấn vội nói lúc ấy tôi đã ngờ rằng mai thuyền chìm xuống chỗ đó và đã cử người lặn xuống thám sát triệu bất phưu lắc đầu hôm ấy huynh cho tìm là vị trí mai thuyền khi đó không tìm ở vị trí con thuyền mới đang đậu bên dưới con thuyền mới sẽ có những gì phải lặn xuống mới biết được. Tôi đoán phải có thứ gì đó. Thôi được, hai người lặn xuống xem sao. Hai cung thủ cởi áo ngoài rồi nhảy ùm xuống nước. Loáng một cái hai cung thủ đã ngoi lên, một người nói to, bẩm đại nhân, có thứ gì đó bên dưới thật. Cố chấn vội nói, thế thì vớt lên luôn đi. Cả hai lại hít sâu lấy hơi, rồi cùng nhào xuống nước. Một lúc sau mặt nước sủi bong bóng, họ cùng ngoi lên và kéo theo một thứ vào bờ dưới ánh mặt trời, thứ đó lấp lóa ánh vàng, vật ấy bằng đồng. Hai cung thủ kéo lên bờ, mọi người xuống lại xem. Là một cái lư đồng. Lư đồng dài chừng ba thước, rộng một thước, cao hai thước, gồm hai phần. Phần đáy là thân lư, vẫn còn sót một số tàn cho ở giữa có một tấm lưỡi đồng, viền quanh là một đường rãnh nước trên đỉnh là cái nắp trổ khe. Cố trấn băn khoăn, đây là thứ gì? Triệu bất vưu mở nắp lư, Thò tay nhón ra một chút tàn cho màu đen, bóp vỡ, bên trong là những hạt lấm tấm vàng nâu. Hôm đó mai thuyền bị khói bao phủ, khói ấy sinh ra do đốt thứ ở trong lư đồng này. Đây là chắc là hỗn hợp hương liệu. Vạn Phúc cũng cầm một nhúm tàn lên vân vê, ngửi, rồi nói, vẫn thoảng mùi. Đúng là cái mùi thơm này hôm đó tiểu nhân đứng trên cầu ngửi thấy, mùi hương mộc tê. Cố Chân càng thấy khó hiểu, tại sao lư đồng này lại ở dưới đáy thuyền khách mới. Và hôm đó khói mù mịt bao trùm mai thuyền, đốt hương ở cái lư đồng này thì được là mấy khói. Xung quanh tấm lưới có vòng rãnh nước, vừa có nước sôi lại vừa đốt, khói trộn với hơi nước, cho nên mới thế. Triệu Bất Vưu vừa nói vừa nhìn hai cung thủ vừa nãy. Một cung thủ nói, "Bẩm đại nhân, dưới đó còn có chừng hơn chục cái lư đồng nữa." cố chấn mở to mắt, nhiều thế à? Các người vứt tất cả lên đi. À này, tại sao bất Vương huynh lại biết dưới nước có lư đồng? Sổ sách trạm thuế quan hạ du ghi chép rằng mai thuyền chờ một số đồ dùng nhà bếp và hương liệu. Muốn tạo khói mù thì phải có lò để đốt, thế mà vẫn chưa tìm thấy lò bể nào cả. Mai thuyền biến mất, thì các thứ nó chờ theo cũng biến luôn. Nhưng trên đời này ngoài nước và khí ra, các thứ khác đâu có thể biến mất hoàn toàn nói thế thức là huynh đã biết mai thuyền đi đâu đã tìm ra những cái lư đồng tôi đã suy đoán không sai bây giờ chúng ta đến bến độ biện hà huynh tự nhiên sẽ hiểu ra ngay cố chấn bảo hai cung thủ cứ tiếp tục vớt lư đồng lên rồi cùng mọi người đi đến khu bến thuyền biện hà đến nơi triệu bất phưu đi vào nhà người coi bến mượn cây búa sau đó dẫn mọi người bước lại bên con thuyền khách mới hồi nọ nó vẫn đậu ở đây Mỗi thuyền buộc một sợi thừng to cột vào cọc trên bờ. Triệu bất vưu đứng trên bờ quan sát tỉ mỉ một lượt, đuôi thuyền có một đoạn rỗng nhô thêm thành cái đuôi giả, trông dài hơn thực tế thân thuyền đến ba thước. Triệu bất vưu chú ý đến chỗ ghép cái đuôi giả và thân thuyền rồi bước lên thuyền đi vào khoang đuôi. Khoang đuôi, một nửa nằm trong thân thuyền, một nửa loang ra đuôi giả. Là một khoang trọn vẹn, thường dùng ván dài thì mới chắc chắn, nhưng thuyền này không như thế, mà là gồm hai phần ghép lại, có một tấm ván ngang làm ranh giới. Triệu bất phưu đã đoán đúng, hai bên tấm ván có hai cái đinh to. Anh cầm búa nảy hai cái đinh ra, đều rất lỏng, nhổ ra dễ dàng. Rồi anh nảy tấm ván đó ra thì ra nó chỉ đặt hờ vào đó. Nhấc nó sang bên thấy dưới sàn trống không, có thể nhìn thấy nước sông và ván đuôi thuyền. Cố chấn, vạn phúc, mặc nhi và biện nhi đứng sau lưng anh, đều cúi xuống nhìn và rất lấy làm lạ triệu bất phưu dạp người xuống xem xét thấy phía trên giữa ván đuôi thuyền có lỗ thủng anh mỉm cười ngoảnh lại bảo triệu mạc nhi cầm sợi thừng có móc câu luồn vào dòng dọc gắn ở trần mui thuyền mạc nhi đứng lên cái ghế rồi luồn sang triệu bất phưu đón lấy cái móc câu rồi ngoắc vào cái lỗ ở ván đuôi thuyền sau đó bảo mạc nhi kéo mạnh mạc nhi nắm chặt dây thừng vạn phúc cũng đến hỗ trợ cả hai cùng kéo ken két đuôi thuyền đã bị nâng lên nó như một tấm cửa đập nước mọi người đều ồ lên kinh ngạc triệu bất phư bảo hai người cứ kéo tiếp ván đuôi thuyền bị nâng hẳn lên trông cứ như một bức tường gỗ chia khoang đuôi làm hai nửa triệu bất phư bước lại buộc chặt đầu dây thừng vào khung cửa sổ rồi cười nói bây giờ chúng ta ra ngoài mọi người đều bước lên bờ quan sát đuôi thuyền thấy bên trong có một lớp ván đuôi nữa nhưng rất cũ kỹ triệu bất phư thấy gần đó có chiếc du thuyền bèn gọi cả mấy cung thủ tất cả cùng lên du thuyền các công thủ chèo thuyền đến sát đuôi con thuyền khách mới anh đứng ở mũi thuyền xem xét tỉ mỉ lớp ván bên trong cái cánh cửa vừa dựng lên rồi cầm búa nện vào giữa hơi chết sang phải vị trí đó bị đập thủng cố trấn và mấy người đứng trên bờ rất ngạc nhiên triệu bất phưu nhòm qua lỗ hổng, xác định vị trí thanh đòn ngang của đuôi thuyền rồi giơ búa đập thủng một lỗ sau đó anh bảo đưa anh sợi thừng to ở trên du thuyền luôn một đầu thừng vào hai lỗ thủng rồi buộc chặt vào thanh đòn ngang buộc đầu còn lại của dây thừng vào cái cọc gỗ ở đầu du thuyền. Mọi người đều ngạc nhiên nhưng Triệu Bất Phưu chỉ cười cười rồi mời cả 10 cung thủ cùng lên du thuyền, cầm mái chèo hoặc xào chống đưa thuyền đi lùi lại. Họ chuẩn bị sẵn sàng, Triệu Bất Phưu hô lên, dô ta. Các cung thủ vẫn hết sức lực, du thuyền đi lùi lại khá nhanh, hai sợi dây thường buộc đầu và đuôi con thuyền khách mới bị kéo căng kêu ken két. Triệu Bất Phưu bắt nhịp cho họ tiếp tục giáng sức hơn nữa, con thuyền khách phát ra âm thanh rắc rắc, đầu và đuôi bị lôi giãn ra hai phía. Cứ thế làm tiếp, con thuyền khách trải dài ra cứ như nó có một thân ở giữa. Mọi người đứng xem đều trầm trồ kinh ngạc tròn mắt, các cung thủ hò rô và kéo thật mạnh, rồi ai cũng cảm thấy tay mình bất ngờ bị hứng, dù thuyền lao vút đi cứ như vừa thoát khỏi sự ràng buộc. Triệu bất phư hô lên, tốt rồi. Các cung thủ dừng tay, mọi người đều nhìn xuống nước, thấy một con thuyền khác bỗng xuất hiện giữa du thuyền và con thuyền khách mới. về hình thức thì nó là thuyền cũ, đầy đủ thân thuyền và khoang, chỉ không có mũi và cột buồm. triệu bất vưu nhảy lên bờ, chỉ vào con thuyền đang ngâm trong nước, đây chính là mai thuyền. cố chấn, triệu mặc nghi và mọi người đều đờ ra vì kinh ngạc. con thuyền khách mới chỉ còn cái vỏ không có đáy thuyền, trong bụng nó là nước sông, chân hai mạn thuyền có hai cái hòm gỗ dài nó không bị chìm vì hòm gỗ hai bên là hòm rỗng. Cố chấn, tức là, mai thuyền chui vào trong này. Triệu bất vưu, đúng thế. Bọn chúng dùng lư đồng đốt ra khói nhằm tạo cảnh tượng có vẻ thần tiên, và nhằm che mắt người khác. Hôm nọ tôi đến xem xét con thuyền khách mới này, thấy bên ngoài hào nhoáng nhưng ván bên trong thì cũ. Đêm qua tôi mới đoán ra thủ đoạn lồng ghép vỏ và ruột con thuyền. Vậy thì xác chết trên mai thuyền không hề chuyển đi đâu cả, mai thuyền đã chui vào vỏ thuyền mới. Khi đi phủ ứng thiên điều tra, được biết đã có người chi khoản tiền lớn để mua mai thuyền, tôi đoán người ấy đã đo kích thước mai thuyền rồi thuê đóng cái vỏ mới ở Biện Kinh, sáng sớm hôm thanh minh kéo nó đến đậu ở thượng du cầu vòm để chờ hành động. Chúng có thể đóng vỏ thuyền mới, tại sao không đóng luôn phần ruột cũng mới, có phải càng tốt không? Tội gì phải mua mai thuyền nữa? Có lẽ chúng cho rằng thuyền mới biến mất thì dễ bị nghi ngờ, thuyền cụ biến mất sẽ có vẻ thật hơn và càng thần kỳ hơn. Nhưng tại sao chúng phải tổn hao tâm huyết để làm cái chuyện đó? Vì muốn lấy lòng triều đình, đắp được gò cấn nhạc trên khu đất bằng chưa thấm vào đâu. Tôi đoán, khi mai thuyền khởi hành từ phía đông cầu vòm đã cố ý không hạ cột buồm xuống nhằm gây chú ý cho dân chúng đôi bờ chạy ra xem, để rồi trò hề phun khói mới không bị uổng công bố trí. Kể cũng đúng, gã lâm linh tố, sau khi bị xua đuổi đã tìm mọi cách để khôi phục ân sủng như trước, người xem càng đông thì đồn đại càng xa, sẽ rất có lợi cho hắn. Có điều, khói ở lưu đồng ở mai thuyền phun khói dày đặc như thế, bọn chúng không bị hôn mà chết hay sao? Triệu bất vưu lần trong bọc lấy ra chiếc khăn the phát hiện thấy trong người gã cốc nhị thập thất, nói chúng dùng mảnh vải này nhúng nước rồi bịt lên mặt. Nửa trên phết sơn trong thì sẽ ngăn không cho khói bay vào mắt mà vẫn nhìn rõ được, nửa dưới thì bịt mồm và mũi. Cố chấn bật cười, thì ra đó là một thứ mặt nạ. Cho nên, không kể Lang Phồn, những người khác đều trúng độc mà chết. Ngần ấy người bị hạ độc, hay là cùng uống thuốc độc tự sát? Triệu Bất phưu lại đưa ra cái lọ sứ nhỏ, khi đó rất hỗn loạn, khó mà đầu độc ngần ấy con người tôi đoán rằng bọn xấu để cho mỗi người dắt cái lọ như thế này trong người, chắc là chứa thuốc mê, khiến họ cùng ngủ lịm đi lúc tỉnh lại thì chúng giả bộ không biết gì hết. Kẻ giấu mặt sợ bị lộ bí mật nên trước lúc đưa cho họ đã đánh cháo bằng thuốc độc. Những người này không biết gì hết, xong việc họ uống chất thuốc trong lọ. Có lẽ ông chủ của Mai Thuyền là người uống cuối cùng. Để phòng lưu lại chứng cứ, hắn thu lại toàn bộ mặt nạ và lọ xứ rồi vứt đi, sau đó hắn mới uống cái lọ của hắn. Vì thế gã cốc nhị thập thất sau khi ra khỏi cái khoang ngầm nhìn thấy đồng đội đều gục ngã, chắc gã cho rằng họ chỉ ngủ lịnh đi. Về sau mới nghe nói đồng đội đều chết gã mới hiểu ra vấn đề gã thương xót đồng đội, hoặc vì sợ bị kẻ giấu mặt hãm hại nên gã cũng uống thuốc độc tự tử. Những cái lọ đó bị vứt xuống sông. Tôi cũng đoán thế, hoặc vứt trong một cái lư đồng nào đó. Cố chân ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi lại hỏi, sáng hôm đó có người thấy nhiều người nói cười hát hò trên con thuyền khách mới về sau. Trong 24 xác chết đó, Cốc Nhị Thập Thất và Trương Trạch Đoan nhận ra đều là người ngồi trên mai thuyền, ngoại trừ hai cái xác những người ngồi trên mai thuyền vốn dĩ định đi đâu. Triệu bất vưu cười, nhìn Triệu Mặc Nhi, điều này phải hỏi Mặc Nhi, chú ấy tình cờ biết được bí mật đó. Triệu Mặc Nhi vẫn chưa hiểu, em biết à. Khi điều tra về cái túi thơm, chú đã đi hỏi bành ảnh Nhi. Hôm thanh minh, hắn không đến các sân khấu, mà là đi nhận một vụ làm ăn lớn. Mặc Nhi vẫn chưa hiểu, nhưng hắn thì liên quan gì đến chuyện này. Triệu bất vưu, Hôm đó các cửa sổ khoang của con thuyền khách mới đều đóng, một số dân chúng đứng gần nói là nghe thấy bên trong cười nói hát hò, nhưng họ không nhìn thấy. Tôi đoán rằng Bảnh Ánh Nhi vốn giỏi diễn múa dối bóng lại thạo khẩu thuật 97, gã nấp trên thuyền khách rồi thi triển khẩu thuật cứ như có rất nhiều người đang hát hò, khiến người đứng ngoài ngỡ là thật. Khi gã nhận ra sự việc diễn biến xấu, gã sợ rước hỏa vào thân, sẽ bị bọn xấu diệt khẩu. Thì gã nhảy xuống sông, lặn lên bờ thượng du, trốn mất khi đó ở cầu vòm rất hỗn loạn, gã chẳng bị ai để ý. Bọn xấu phải kéo các tấm ván đuôi thuyền để khớp vào mai thuyền nếu không mai thuyền sẽ rất khó lồng vào. Chúng phải táp thêm ván gỗ vào giữa hai hòm gỗ mạn thuyền. Dùng xong thì để cho lâm linh tố sử dụng. Cùng với ván gỗ, cột buồm, mùi thuyền và cửa sổ cũng bị dỡ ra rồi nhanh chóng ghép thành chiếc bè. Dựng buồm lên sau khi hai chiếc thuyền ghép làm một thì thả bè xuống sông, lâm linh tố nhảy lên bè diễn trò thần tiên của hắn hoa tươi mà hai chú tiểu đồng rác ở đâu ra. Triệu bất vưu lại mở túi vải lấy ra cái lọ nhỏ của lang phồn, nói, sau khi lang phồn chết, vợ anh ấy phát hiện thấy cái này trên giá sách. Bên trong có hai bông hoa mai khô, câu trả lời là ở đây. Hoa mai khô liên quan gì đến hoa mai tươi? Lang phồn làm ở ban tiện 98 của bộ lễ, phụ trách kho ướp lạnh 99 trong cung. Hoa tươi được cất trong kho lạnh. Đúng không có cách nào khác để giữ hoa cho tươi. Tuy nhiên, các nhà giàu cũng dự trữ băng. Hai bông hoa này của lang phồn là từ kho lạnh trong cung mà ra. Tức là, bọn người kia đã chủ tính kế hoạch ít ra là từ mùa đông. Triệu mặc Nhi bỗng hỏi, anh ơi, có một chuyện này em vẫn chưa hiểu rõ. Trường Mỹ lên mai thuyền, ngồi vào khoang nhỏ ở giữa bên trái, đồng khiêm cũng vào gian đó, tại sao hai người không nhìn thấy nhau? Mọi người đều nhìn về phía gian nhỏ ấy, mai thuyền đã không còn môi nên lúc này nhìn rõ nó rất nhỏ hai người cùng ngồi thì phải nhìn thấy nhau mới đúng huống chi lang phồn và khang du lần lượt lẻn vào hành thích lúc đó sẽ có bốn người trong khoang này triệu bất vưu, thoạt đầu tôi cũng nghĩ thế đầu tiên cho rằng một người vào trước một người vào sau nên không nhìn thấy nhau nhưng theo họ nói mình vẫn ngồi trong đó cho đến trước lúc bình minh còn nữa lang phồn và khang du lần lượt vào đó hành thích nên cũng không chạm chán nhau sau một đêm suy nghĩ sáng nay tôi mới hiểu ra. Triệu Mặc Nhi, vấn đề là gì? Triệu Bất Vưu, cùng lúc và cùng nơi mà hai người không nhìn thấy nhau, thì ít ra có một yếu tố sai nếu thời gian là đúng, thì không gian sai. Tức là hai người không ở cùng một gian. Triệu Bất Vưu lắc đầu, mé bên trái chỉ có ba gian nhỏ, họ không thể nhớ nhầm vị trí. Triệu Mặc Nhi và mọi người đều cau mày nghĩ ngợi. Biện Nhi bỗng nói, họ không ở trên cùng một con thuyền. Triệu bất vưu cười, gật đầu. Đúng rồi, có hai mai thuyền. Triệu mặc nhi, làm gì có chuyện đó chứ? Triệu bất vưu, chúng ta đã bỏ qua một chi tiết, đồng khiêm lên thuyền vào giờ ngọ, trương Mỹ lên thuyền lúc gần giờ mùi, cách nhau một khoảng thời gian. Triệu mặc nhi bỗng nghĩ ra, đúng, thư mật mà vũ tường nhận được viết là giờ mùi ngày mùng 10 tháng 3. Mật thư vũ tường viết cho khang tiềm ghi cái giờ này. Có điều, Đồng Khiêm nói từ giờ ngõ mai thuyền đã khởi hành, thì Trương Mỹ và Khang Du lên thuyền sao được? Trương Mỹ lên mai thuyền giả. Mai thuyền giả. Có 5 người liên quan đến mai thuyền, gồm Trương Mỹ, Lang Phồn, Khang Du, Đồng Khiêm và Đinh Đán. Đằng sau mỗi người đều có một lực lượng. Trương Mỹ đi riêng rẽ với mục đích trừ bỏ tống tề dụ. Bốn người kia đều vì người khách mặc áo tím. Vì thế mà tạo ra một mai thuyền giả. Rất đơn giản thôi, vụ tường, khang du đều chưa từng nhìn thấy mai thuyền chỉ cần thêu bông hoa mai trên cánh buồm một con thuyền nào đó lùi lại gần một canh giờ so với giờ viết trong mật thư chờ mai thuyền đi rồi thì dừng ở bờ sông khang du đã mắc lưỡng rồi lên mai thuyền giả như thế có thể mượn tay người khác mà giết tống tề dụ điều mà kẻ giấu mặt không lường được là trương mỹ lại thế chân tống tề dụ mọi người nghe xong đều tròn mắt nhìn mai thuyền không cột buồm không môi đang đậu trước mặt kinh ngạc phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn